cái lời đó hôm nay để làm cái gì? Đơn giản nó là cái phép chia đa thức thôi, nhưng với tốc độ chia nhanh hơn rất nhiều so với việc chúng ta chia thông thường. Chào các em, hôm nay chúng ta chuyển sang phần giới hạn hàm số ở phần số 2. Ở phần số 2 này chúng ta học cái gì? À, chúng ta sẽ học cách khử những cái dạng vô định ở trong cái phần tính giới hạn. Dạng đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đó chính là giới hạn về 0 trên 0. Giới hạn 0 trên 0 là gì? Là khi các bạn thấy là lim khi x tiến tới x0 của px trên qx. Các bạn thay x0 vào trong cái px trên qx này, các bạn thấy tử bằng 0 và mẫu cũng bằng 0 luôn. Lúc này thì nó là dạng vô định, mẫu không thể bằng 0 được đúng không? Vậy lúc này các bạn phương pháp xử lý như nào? À, rất đơn giản, các em cứ phân tích cho thầy cái đa thức này thành các nhân tử khác nhau. Sau đó thì các bạn sẽ rút gọn cái biểu thức của hàm này. Đấy. Và lúc các bạn rút gọn thì làm nào để mất được cái mẫu mà làm cho nó bằng 0. Được chưa nhỉ? Đấy, phân tích đa thức thành nhân tử, sau đó rút gọn biểu thức làm cho cả tử cả mẫu bằng 0 nhá. Rút gọn những biểu thức làm cho tử và mẫu bằng 0 là các bạn sẽ làm được thôi. Nào, thầy đi vào chi tiết như sau. Phân tích đa thức nhân tử có các phương pháp sau đây. Chúng ta sẽ sử dụng bảy hàm thức đa nhớ mà chúng ta đã có, hoặc là các bạn sẽ sử dụng tam thức bậc 2. Tức là chúng ta sẽ tính được các nghiệm ấy, x1, x2 đúng không? Chúng ta có bấm máy được hai nghiệm x1, x2, ta sẽ ghi là gì nhỉ? x-1 đúng không? Và x-2. Được chưa nhỉ? x-2. Và nhớ nhé, nếu như ở đây có hệ số a đứng trước x bình phương thì các em phải thêm cho thầy hệ số a đứng trước thằng này. Được chưa nhỉ? Thêm từ a nhé. Như bạn là phân tích hai nghiệm xong cứ ghi mỗi x-1 nhân x-2. Thế a tưởng là đúng nhưng cuối cùng là thiếu, mất thằng a là sai đấy nhá. Rồi, với 1x2 là hai nghiệm phương trình ax bình phương cộng b cộng c bằng 0. Được chưa nhỉ? Đấy, như kiểu là x-1 bằng 0, thì x bằng x1, x-2 bằng 0, x2. Nhớ nhé, dấu phải đổi lại nhé, x-1, x-2 nhé. Rồi, chúng ta có thể sử dụng cái lược đồ hoặc nên là gì? Chúng ta phép chia thức cho cái thằng, ví dụ hàm bậc 4 này chẳng hạn đấy. Các bạn chia cho x-0 theo lược đồ hoặc nên thì có một cái thần chú để các bạn sử dụng lược đồ hoặc nên là gì? Đầu rơi, nhân ngang và cộng chéo. Lược đồ hoặc nên. Và chi tiết cái lược đồ hoặc nên thì chia như nào thì thầy sẽ chỉ cho các bạn ở ví dụ chi tiết sau. Nhớ nhá. Các bạn đã biết rồi thì càng tốt rồi. Cái lược đồ hoặc nên để làm cái gì? Đơn giản nó là cái phép chia đa thức thôi, nhưng với tốc độ chia nhanh hơn rất nhiều so với việc chúng ta chia thông thường. Được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ thầy và trò chúng ta cùng đi vào các ví dụ chi tiết. Ví dụ chia 4x mũ 3 trừ đi 13x bình phương cộng 4x trừ 3 cho x trừ 3. Đây, thì bây giờ thầy sẽ dạy các bạn cách chúng ta sử dụng cái lược đồ hoặc nên ở đây. Được chưa nhỉ? Lược đồ hoặc nên. Chúng ta nhớ câu là đầu rơi nhân ngang cộng chéo. Thì đây, chia cho x trừ 3 thì các em phải hiểu được x trừ 3 nó chính là nghĩa x bằng mấy các em? X bằng 3, đúng không nhỉ? X bằng 3. Đấy, 3. Nghĩa của nó x bằng 3. Vậy ở đây thầy sẽ kẻ ra cho một cái bảng để các bạn chia như sau. Chúng ta liệt kê các hệ số của thằng số bị chia ra. 4 này, trừ 13 này, 4 này, trừ 3. Và các bạn nhớ thầy, ở trong câu này nó đủ các hệ số thôi. Nhưng trong trường hợp có những bài ấy, nó bị khuyết mất hệ số. Ví dụ đây là x mũ 3, nó khuyết mất x bình. Nó chỉ có mỗi x thôi. Thì các bạn không được phép bỏ qua cái thằng x bình này. Mà các bạn phải cho hệ số đứng trước x bình bằng mấy kem? Bằng 0, đúng không nhỉ? Phải chọn hệ số đứng trước x bình bằng 0. Chứ không được bỏ cách nó đi nhá. X bằng 3 thì thầy điền số 3 vào đây. Các bạn nên ghi bút màu vào như này thì chúng ta đỡ bị nhầm. Được chưa nhỉ? Đầu rơi, thằng đầu tiên nó bị rơi xuống thằng số 4. Đầu rơi nhân ngang cộng chéo 3 × 4 12 cộng với -13 thì còn là -1, lại nhân ngang và cộng chéo lên 3 × 1 là -3 cộng với cả 4 thì còn số mấy thôi? Số 1. 3 x 1 là 3. Lại cộng với -3 nữa là vào số 0. Số 0 đấy tức là nó dư 0. Cái số cuối cùng là phần dư. Vậy đây, x mũ 3 mà chia cho x thì nó ra x bình. Đúng không nhỉ? Vậy kết quả các bạn như sau. Kết quả phép chia này nó là gì? 4x gì bình phương trừ đi x cộng với số 1. Mũ 3 mà chia cho mũ 1 nó ra mũ 2. Nhá. Đây là lược đồ hôm nay, các bạn thấy tốc độ chia nhanh hơn rất nhiều so với các bạn chia đa thức. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa vào các con tính lim nhé. Chúng ta đi vào ví dụ.
Tìm giới hạn lim khi x tìm tới âm 2 của x mũ 3 cộng 8 chia cho x bình cộng 11 x cộng 18. Bình thường cái xu hướng đầu tiên là các bạn khi nhìn thấy con tính lim như này, các bạn thay thẳng âm 2 vào cho thầy. Xem nó ra số hay không, nếu ra số đẹp lấy luôn cái kết quả đấy nhá. Nhưng các bạn thay âm 2 vào trên tử, âm 2 mũ 3 là âm 8 cộng 8 bằng 0. Âm 2 bình phương là 4 cộng với cả 11 nhân âm 2 cộng 18 đúng bằng số 0 luôn. Vậy đây chính là cái dạng 0 trên 0. Các bạn phải phân tích nhân tử ra để các bạn làm nhá. Phân tích như nào bây giờ? Nào các bạn nhìn cho thầy. Nhìn thôi, đừng có ghi gì theo thầy nhá. X tiền đấy âm 2. Rồi các bạn tự làm lại sau. Nhá, các bạn có thể dừng video và tự làm lại. Ở đây thầy có x mũ 3 cộng 8. Cái nhân tử mà làm cho nó có cái thằng bằng 0 ấy là do x cộng 2, đúng không? Nào thầy hay đây là hàm bằng thức gì đây? X cộng 2. Đấy. Tất cả nhân với gì các em nhỉ? X bình trừ đi 2x cộng với cả số 4. Hằng thức a cộng b nhân a bình trừ ab cộng b bình. Đúng không nhỉ? Đây này các bạn thấy âm 2 vào đây đúng bằng 0 chưa? Âm 2 cộng 2 bằng 0. Đấy, nguyên nhân đấy, nguyên nhân. Các em làm nào phải mất đi cái thằng nguyên nhân này. Ở dưới mẫu thì bấm máy ở dưới xem có hai nghiệm là gì. 1 5 3. Bấm máy 1 11 và 18. Thấy có hai nghiệm là bằng âm 2 và âm 9. Âm 2 và âm 9 chúng ta sẽ ghi là x cộng 2. Và gì các em nhỉ? X cộng 9, âm 2 và âm 9, nhớ chưa? Rồi, hệ số đứng trước bình thằng này bằng 1, không cần ghi thêm thằng gì cả. Đến đây thầy chỉ phải rút gọn thôi, rút gọn. Đẹp trai rồi. Hết ngay cái thằng nguyên nhân làm tử và mẫu bằng 0. Đến đây công việc đơn giản cuối cùng, các em thay âm 2 vào trên tử và âm 2 vào dưới mẫu. Chỗ này trên tử sẽ là 4 này, cộng với cả 4 này. Cộng 4 phát nữa này, chia cho mẫu này. Âm 2 cộng 9 đúng không? Ở chỗ này là 12 phần âm 2 phần 7. Được chưa nhỉ? À đâu 12 phần 7 đi. 12 phần 7. Đáp án cần chọn là đáp án C. Thầy kết thúc. Nào các em chúng ta cùng đi vào cái việc chúng ta tính giới hạn câu sau đây. Lim khi tìm thấy 3 của 2 mũ 3 trừ đi 5x bình phương trừ 2x trừ 3 chia cho 4x mũ 3 trừ đi 13x bình phương cộng 4x trừ 3 nhá. Các bạn thay thử 3 vào nhân tử và mẫu xem nào. Đấy, các bạn thấy ngay là nó cũng là dạng 0 trên 0 thôi, thay vào. Đúng không nhỉ? Thế không thay được rồi. Vậy đây chúng ta sẽ phải tách cái này ra để rút gọn đi cái nguyên nhân làm tử và mẫu bằng 0 trên 3. Vậy đây 2 mũ 3 là thầy bấm máy xem nghiệm là gì biết ngay, đúng không? 154. 2 này trừ 5 này trừ 2 này và âm 3. Thì chưa kém. Ấn máy bằng cái thì máy tính của các bạn sẽ ra một nghiệm x bằng 3 thôi. Còn cái thằng ở sau chịu không biết nó là cái gì cả. X bằng 3. X bằng 3 kia x trừ 3. Nhân cái gì nữa ở sau nó là nghiệm ảo các em ạ. Thầy không biết nó là cái gì cả. Đúng rồi, không hề biết. Ở dưới mẫu thầy thử bấm máy. 4 này trừ 13 này 4 này và trừ 3. Ấn bằng cái. Nó ra x bằng 3 là cái x trừ 3. Nghiệm nữa chịu luôn, nó là nghiệm ảo. Các bạn thấy nó lại là. Vậy thì ở đây thầy phải làm nào để biết cái cụm ở trong bằng bao nhiêu để thầy còn thay. À lúc này thì chúng ta phải nhờ công cụ chia thức, hay chúng ta có thể dùng lượng đồ hóc nẻ ở đây các bạn chia. Như chưa nhỉ? Lượng đồ hóc nẻ ở đây chia như sau. Ở đây ta sẽ có 2x mũ 3 trừ đi 5x bình phương trừ 2x trừ 5 trừ 3. À, thầy chia cho cái thằng x trừ 3 đúng không? Chia x trừ 3. Thầy chia như nào? À, đầu dơ nhân ngang cộng chéo. Các bạn ghi hệ số nó ra. 2 trừ 5 trừ 2 trừ 3. Thằng này là x bằng 3 đúng không? Thầy ghi số 3 ở đây. Đầu rơi, 2 rơi xuống. Nhân ngang cộng chéo. 3 nhân 2 là 6. Cộng với âm 5 thầy còn 1. 3 nhân 1 là 3. Cộng với âm 2 nữa thầy còn số 1. 3 nhân 1 là 3. Cộng với âm 3 là 0. Chuẩn rồi. Đúng không? Nên chia cái biểu thức nó ra là gì đây? 2x bình phương cộng với cả x gì? Và cộng với 1. Bởi vì đơn giản bậc 3 mà chia bậc 1 nó phải ra bậc 2. Được chưa nhỉ? Nào ở dưới nữa nhá. Thầy sẽ có 4x mũ 3 trừ đi 13x bình phương cộng với cái 4x trừ 3 chia cho thằng x trừ 3. Nào thầy chia. Ở đây 4 này trừ 13 này, 4 và 3 là trừ 3. Nghiệm các bạn là 3. Đầu rơi 4 rơi xuống. Nhân ngang cộng chéo thì còn âm 1. Nhân ngang cộng chéo thì còn 1 cho em bằng 0. Với kết quả các bạn ra 4x bình phương trừ đi x
và cộng với số 1. Đến đây đẹp trai rồi, đúng không? Các bạn rút gọn đi thôi. Xin nhỉ? Đến đây các bạn sẽ chia hai tài với nhau. À, thay số 3 vào sinh tử và mẫu. Vậy các bạn thay vào 2x bình phương cộng x cộng 1 chia cho 4x bình phương trừ x cộng 1. Kết quả ra 11/7, đúng không? Bằng 11/7. Đấy, rút gọn hết, các bạn thay cái x bằng 3 vào trong này là xong. Đáp án A. Bạn này nó chỉ khó cái phần là chúng ta chia thức thôi, chứ còn đâu cách tính toán như bình thường nha. Để kết thúc. Tìm giới hạn lim khi tiến tới 2 của 1 trên x 2 trừ đi 12 trên x 3 trừ 8. Nhìn với luôn, mẫu bằng 0, đúng không? Thì mời các bạn thử làm với thầy trước đã. Đó, thầy chưa cho các bạn như sau. Lim khi tiến tới 2 của các bạn quy đồng lên cho thầy. Nhưng trước khi quy đồng thì các bạn phải nhớ tách hàng thức ra để biết là ta quy đồng cần lương gì thôi. Nhưng không phải cái quy đồng cả cái đống lên đấy, rất là to. X mũ 3 trừ 8 nó chính là x trừ 2 tất cả nhân với cả x bình cộng với cả 2x cộng với 4, đúng không các em nhỉ? Thầy chia cho. Rồi, vậy chỗ này thì chỉ quy đồng thằng này với cả cái cụ x bình cộng 2x cộng 4 thôi. Bằng lim khi tiến tới 2 của gì? Chỗ này là x bình cộng với cả 2x cộng 4 trừ đi 12 chia cho x trừ 2 tất cả nhân với cả x bình cộng 2x cộng 4. Được chưa? Nào, ở trên tờ chúng ta rút gọn lại một chút, xong các bạn bấm máy xem có nghiệm là gì, có rút gọn được cái thằng x trừ 2 hay không. Thì bấm máy 1, 5, 3, 1, 2, 4 trừ 12 đúng không? Trừ 8. Và chỗ này còn 2 và âm 4. Có hai nghiệm x bằng 2 là x trừ 2. Âm 4 thì là x cộng 4. Rồi, hệ số chứ 1, 1 không cần. Chia cho x trừ 2 nhân cả x bình cộng 2x cộng 4. Rồi, chúng ta thấy rút gọn. Cũng được hết rồi. Từ và mẫu đều bằng 0. Đây là chỉ tiêu. Để thay số 2 vào trên từ thôi. Để ra số 6. Thay số 2 ở dưới mẫu 4, 4, 4. Chỗ này là 12 đúng không? Vậy kết quả là 1/2. Đẹp luôn. Vậy thầy chọn đáp án A nhé. Thầy kết thúc.